Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, vào thời khắc chào năm mới Tân Sửu 2021, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành địa phương đã tới dâng hương tại đền thượng thành phố Lào Cai. Năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của nhà nước, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, Lào Cai đã vượt qua những khó khăn thách thức và đạt được những kết quả quan trọng. Tăng trưởng kinh tế đạt 6,55%, cao gần gấp đôi so với mức tăng trưởng chung của cả nước và đứng thứ hai trong các tỉnh, khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc. Trước anh linh của quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai nguyện hứa sẽ đoàn kết, nỗ lực, chung sức, chung lòng, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh, góp phần đưa đất nước hội nhập phát triển vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Cũng trong dịp này, đoàn đại biểu của tỉnh cũng đã tới dâng hương tại đền mẫu ở phường Lào Cai, thành phố Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, ngay trong ngày đầu tiên của năm mới Tân Sửu 2021, tỉnh ủy đã tổ chức chương trình gặp mặt chúc Tết đầu xuân. Tham dự có đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã gửi lời chúc đầu xuân mới tới các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thành ủy, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cùng toàn thể quân và dân các dân tộc trong tỉnh muốn năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, năm 2020 vừa qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên với tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong công tác chỉ đạo điều hành, Lào Cai đã đạt được nhiều thành công trong phát triển kinh tế xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế được duy trì ổn định và đạt cao so với các tỉnh trong cả nước. Đặc biệt là trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhưng Lào Cai vẫn an toàn tuyệt đối. Năm mới 2021 và những năm tiếp theo được dự báo là sẽ vẫn còn rất nhiều khó khăn thách thức. Chính vì vậy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn tập thể lãnh đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng toàn thể nhân dân sẽ luôn phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức phấn đấu xây dựng quê hương Lào Cai ngày càng giàu đẹp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của năm Tân Sửu 2021 trên tinh thần năm sau phải cao hơn năm trước. Nhân dịp đón xuân Tân Sửu năm 2021, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tới thăm, kiểm tra và tặng quà tại một số cơ quan đơn vị trực Tết. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, biểu dương những thành tích mà Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã đạt được trong công tác khám chữa bệnh, công tác sẵn sàng trực chiến, chủ động phòng chống dịch COVID-19 với tinh thần cao nhất. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị bệnh viện cần chú trọng đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y bác sĩ cũng như giáo dục về y đức, tinh thần phục vụ người bệnh tốt hơn nữa. Đến thăm kiểm tra và tặng quà cho cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 254, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực cố gắng của cán bộ chiến sĩ Trung đoàn trong thời gian qua. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện đang diễn biến phức tạp, công tác phòng chống dịch bệnh rất cấp thiết và còn nhiều gian nan. Do vậy, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 254 cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cũng trong dịp này, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tới thăm kiểm tra và tặng quà tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Tại đây, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị cán bộ chiến sĩ lực lượng biên phòng tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí ấm áp của một mùa xuân mới đang về, cùng với đồng bào cả nước, người dân của tỉnh Lào Cai cũng gửi rất nhiều niềm tin và kỳ vọng về một năm mới với nhiều thành công, thắng lợi mới, đặc biệt là thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 để giúp cho đất nước, địa phương ngày càng phát triển. Không giống như những năm trước,
Vì diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, cho nên giao thừa năm nay, cả gia đình ông Nguyễn Bá Mạnh, tổ 3, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, cùng nhau ở nhà để theo dõi các chương trình truyền hình, xem lại những việc đã làm được trong năm 2020. Gia đình ông và rất nhiều người dân của Lào Cai kỳ vọng và gửi gắm nhiều niềm tin về một mùa xuân mới thắng lợi, thành công trên tất cả các lĩnh vực. Sau khi Thừa Thiên Huế tái lập tỉnh đến giờ, thì tôi thấy Lào Cai là phát triển rất là mạnh. Mong tất cả toàn dân, các đồng nhân dân trong tỉnh coi như là cũng tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của tỉnh, coi như là phấn đấu, coi như là học tập rèn luyện, coi như là hăng say lao động sản xuất để coi như là góp sức để cùng xây dựng tỉnh Lào Cai ngày càng giàu mạnh. Trong cái thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới thì mình rất mong đợi một năm 2021 tốt lành cho bản thân, gia đình và toàn xã hội. Mong ước lớn nhất của mình là trong thời gian sớm nhất thì dịch bệnh COVID-19 sẽ được đẩy lùi, công việc thì được ổn định và bản thân thì có rất nhiều sức khỏe. Chúng tôi xin chúc tất cả nhân dân ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai cũng như thành phố Lào Cai chuẩn bị bước sang một năm mới luôn luôn đoàn kết để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021. Chúng tôi mong muốn là dịch bệnh thật nhanh chóng sẽ kết thúc và sang năm mới 2021 là chúng ta sẽ chiến thắng được dịch COVID-19 để cho chúng tôi là có một cái Tết cũng như là trở về với người thân, gia đình. Mình rất là mong một năm mới gia đình và mọi người thân yêu có một sức khỏe, mạnh khỏe và hạnh phúc, và mong muốn là cả nước và cả thế giới tràn đầy những cái hạnh phúc, rồi mong COVID sang năm mới sẽ được diệt và mọi người sẽ được đi lại, cuộc sống nói chung là nó sẽ thoải mái và nền kinh tế nó sẽ mong là sẽ phát triển hơn. Thưa quý vị và các bạn, năm cũ đã qua đi, năm mới Tân Sửu đến trong ước vọng và niềm tin vào hạnh phúc của mọi nhà. Trong thời khắc đầu tiên của năm mới, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai đã đón những công dân tuổi Sửu đầu tiên trong niềm hân hoan hạnh phúc của các gia đình và tập thể y bác sĩ của bệnh viện. Tính từ thời khắc giao thừa đến hết 8 giờ sáng ngày 12 tháng 2, tức mùng 1 Tết Tân Sửu, Bệnh viện Sản Nhi Lào Cai đã chào đón 4 công dân mới, trong đó có một em bé chào đời bằng hình thức sinh thường. Tất cả các cháu đều khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông. Với những y bác sĩ của kiếp trực được đón những em bé chào đời khỏe mạnh trong thời khắc đầu tiên của năm mới, thực sự là sứ mệnh thiêng liêng với những cảm xúc vô cùng đặc biệt. Bệnh viện Sản Nhi tỉnh đã dành những món quà đặc biệt để chúc mừng những công dân đầu tiên chào đời trong năm 2021, với mong muốn các bé sẽ có một tương lai tốt đẹp, cuộc sống hạnh phúc đủ đầy. Năm 2020 là một năm mà người nông dân gặp rất nhiều khó khăn do tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu và dịch bệnh. Vậy nhưng vượt lên mọi khó khăn, người dân ở vùng cuối Nậm Lúc, Bắc Hà vẫn gặt hái nhiều thành quả cho phát triển kinh tế. Bởi vậy mà mùa xuân này, nhà nhà đều đang tưng bừng phấn khởi đón một cái Tết đủ đầy và sự lạc quan khi nhìn về tương lai. Thôn Nậm Kha 2, những ngày cuối năm Canh Tí, bầu không khí Tết đã bừng lên trong mỗi nếp nhà. Khác hẳn với mọi năm, gia đình anh Đặng Văn Ánh năm nay tổ chức ăn Tết sớm hơn, to hơn, vì điều kiện kinh tế đã cho phép gia đình là vậy. Bà con trong thôn bản với lại bản thân tôi cũng rất là kỳ vọng đến năm 2021. Thì thứ nhất là sẽ được thời tiết này, đấy, thuận lợi này, đường đi đúng hướng với lại cái cây quế, mà làm sao để nâng cao được cái giá trị thu nhập cho bà con. Cũng như gia đình anh Ánh, nhiều hộ dân ở thôn Nậm Lúc năm nay cũng tổ chức ăn Tết sớm hơn, cùng nhau tụ họp quanh bếp lửa hồng, mâm cơm, chén rượu, dâm ra câu chuyện về cây quế. Gia đình anh Trương Văn Kính cũng ở thôn Nậm Kha 2, năm nay thu gần 100 triệu đồng từ cây quế, nhờ vậy mà đã thoát khỏi diện hộ nghèo. Không chỉ có vậy, nguồn thu từ cây quế còn giúp anh có điều kiện để chung tay cùng bà con thôn bản đóng góp xây dựng tuyến đường bê tông vào thôn, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế sau này. So với mọi năm thì năm nay thì Tết năm nay thì anh em rất phấn khởi vì năm nay là được đường mới này, thứ hai là quý lại được giá. Sang năm 2021 thì gia đình mình dự tính là muốn tăng lên tầm khoảng gấp 2-3 lần so với năm nay nữa. Vâng. Thôn 135 Nậm Kha 2 bước vào năm 2020 còn tới 29 hộ nghèo. Vậy nhưng nhờ nguồn thu từ cây quế, chỉ trong một năm toàn thôn đã giảm được 12 hộ nghèo, trong đó có 6 hộ tự nguyện xin thoát nghèo. Đảng và nhà nước quan tâm đến trong thời điểm này là cũng nông thôn mới đều là có đầy đủ đến
ngó của bà con, nhà nhà nào cũng được hưởng, mà đã đồng khởi để đóng góp làm con đường. Nay thì coi là đến làng ngó xóm của anh em thì ai cũng vui mừng. Theo thống kê thì hiện xã Nậm Lúc có gần 3.000 hecta quế. Nhiều diện tích trong số này đã cho thu hoạch, mang lại tổng nguồn thu khoảng trên 25 tỷ đồng mỗi năm. Đây là nguồn lực quan trọng để giúp xã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giảm nghèo và xây dựng đường giao thông nông thôn trong xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2020 đã giảm từ 28% hộ nghèo trên địa bàn xã giảm xuống 18,3%, vượt so với chỉ tiêu của huyện giao. Trong đó chủ yếu là nhờ sự phát triển của cây quế. Điều đó một cái Tết đầm ấm, đầy đủ. Người dân Nậm Lúc càng hiểu rõ hơn giá trị mà cây quế mang lại cho quê hương mình. Từ đó cùng nhau quyết tâm phát triển vùng quế theo hướng bền vững, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất quế hữu cơ, theo hướng dẫn của chính quyền địa phương và ngành nông nghiệp. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.